Quý vị và các bạn đang đến với những thông tin mới nhất liên quan đến bóng đá Việt Nam trong quãng thời gian tới. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến câu chuyện tiền đạo Huỳnh Như của bóng đá nữ Việt Nam được trở về quốc gia để phục vụ tại SEA Games 32. Đây là câu chuyện khiến cho giới mô điệu cực kỳ là quan ngại ở hai khía cạnh khác nhau. Hoặc là Huỳnh Như không còn giá trị thực sự tại Lành FC nữa, hoặc là có một lý do nào khác. Ở chiều ngày 14 tháng 4, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tổ chức trận đấu tập nội bộ cho đội tuyển nữ Việt Nam nhằm đánh giá sự chuẩn bị cho các học trò ngay trước ngày sang Nhật Bản tập huấn. Chia sẻ với truyền thông trước buổi tập luyện này, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đánh giá cao màn trình diễn của các cô gái đến từ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi họ đã có hai trận đấu xuất sắc trước đội tuyển Nepal. Hai trận đấu này đều thuộc trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. Tuy nhiên thì chiến lược gia này cũng nhấn mạnh vẫn còn rất nhiều điều khiến ông chưa thực sự hài lòng. Và chuyến tập huấn tới Nhật Bản sẽ là một cơ hội tốt để cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện bản thân mình. Sau đó thì nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32. Ông tâm sự thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 3 trận đấu giao hữu tại Nhật Bản. Đó đều là những đối thủ chất lượng. Trình độ của bóng đá Nhật Bản thì thuộc top đầu của châu Á. Đáng chú ý thì huấn luyện viên Mai Đức Chung, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã cho biết, câu lạc bộ Lành FC của Bồ Đào Nha đã cho phép Huỳnh Như trở về tham dự SEA Games 32 ngay từ vòng bảng. Cụ thể thì ông đã nói, Huỳnh Như xuất ngoại để học hỏi những giá trị ưu tú, qua đó thì quay về cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vào ngày 24 tháng 4, Huỳnh Như sẽ bay về thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã phân công một huấn luyện viên ở lại để tập luyện cùng Huỳnh Như. Đợi khi đội trở về từ Nhật Bản vào ngày 30 tháng 4, Huỳnh Như sẽ cùng với các cầu thủ trong đội di chuyển sang Campuchia để thi đấu cho SEA Games 32. Ông Mai Đức Chung nói tiếp, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi công văn cho Lành FC và họ rất thoải mái với điều này. Huỳnh Như đã thực sự đã góp công cho bóng đá Việt Nam cũng như là đội bóng Bồ Đào Nha. Do đó họ cũng muốn bóng đá nữ Việt Nam phát triển. Như vậy là khi tiếp nhận những thông tin này thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có những quan điểm mà có thể nói là trái chiều với nhau. Một bên thì cho rằng việc Huỳnh Như trở về phục vụ cho đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 32 sẽ giúp cho cơ hội giành lấy huy chương, thậm chí là huy chương vàng của bóng đá nữ năm nay sẽ cao hơn rất nhiều. Khi mà Huỳnh Như đang nắm giữ sức mạnh hơn 50% của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, khi mà huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam. Chính vì thế mà có không ít những ý kiến cho rằng việc Huỳnh Như trở về phục vụ cho đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam là một điều cực kỳ cần thiết và một điều cực kỳ tích cực. Tuy nhiên thì một số khác lại cho rằng việc Lành FC thoải mái cho Huỳnh Như trở về phục vụ cho đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam trong quãng thời gian này, đó là một dấu hiệu cho rằng Huỳnh Như bây giờ không thực sự quá quan trọng với Lành FC trong những vòng đấu tới. Bởi lẽ nếu như đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam thi đấu trọn vẹn các trận đấu tại SEA Games 32 thì chân sút Huỳnh Như chắc chắn sẽ bỏ lỡ ít nhất 2 trận đấu trong màu áo của câu lạc bộ Lành FC tại Liga BPI. Đó là các trận đấu vào ngày 7 tháng 5 và ngày 14 tháng 5. Khi đó thì Lành FC sẽ tiếp đón đội bóng AB Garia cũng như là Amora nữ FC vào hai vòng đấu tiếp theo của Liga BPI. Và để đánh giá khách quan về câu chuyện này thì chúng tôi cũng xin phép được cung cấp đến với toàn thể quý vị và các bạn bảng xếp hạng của Liga BPI tính đến thời điểm hiện tại. Thì câu lạc bộ Lành FC hiện tại đang nằm ở vị trí thứ 6 với 23 điểm. Họ ghi được 30 bàn và để thủng lưới 36 bàn sau 17 vòng đấu. Hiện tại thì Lành FC gần như là không có cơ hội nào để có thể cạnh tranh ngôi vị số 1 của giải bóng cao nhất của Bồ Đào Nha. Trong đó thì câu lạc bộ Benfica đang nằm ở vị trí ngôi đầu với 48 điểm sau 17 trận đấu. Họ có 16 trận thắng và chỉ hòa một trận, chưa để thua bất cứ một trận đấu nào. Câu lạc bộ Lành FC đang để xa nhóm Cơm Đen Đỏ lên đến 11 điểm. Đây là một khoảng cách cũng tương đối là an toàn đối với đội bóng cũng có thực lực như là Lành FC. Tuy nhiên thì việc không có Huỳnh Như ở hai vòng đấu tới, nó có thực sự là quá quan trọng với Lành FC hay không? Thì trong mỗi chúng ta đều có những câu trả lời riêng cho bản thân mình. Tuy nhiên đối với bản thân của chúng tôi thì việc Huỳnh Như trở về cho bóng đá Việt Nam trong quãng thời gian tới, đó chính là một tín hiệu tích cực cho một thành tích tới đây của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt là khi mà chúng ta đang phải cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ đối với bóng đá Thái Lan và Philippines. Và đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch đến từ vị trí của Philippines trong quãng thời gian gần đây. Họ đang vùng lên một cách đầy mạnh mẽ. Chính vậy mà việc thiếu đi Huỳnh Như và có Huỳnh Như nó cực kỳ là quan trọng đối với chúng ta trong quãng thời gian này. Việc khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á có Huỳnh Như nó sẽ quan trọng hơn và có thể dễ dàng hơn. Và sau tất cả thì quý vị và các bạn có suy nghĩ gì về trường hợp này thì chúng ta hãy để lại những bình luận, những comment để chúng ta cùng nhau trao đổi.
cùng nhau đàm đạo về bóng đá Việt Nam trong quãng thời gian tới. Nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!